Úi giời ơi, mệt thế. Tự nhiên không đâu lăn ra ốm. Mệt thật. À, Bu Bu, con làm gì thế? Chết cái kẹp nhiệt độ. Nguy hiểm thật. Bo, Bo, lại bố như cái nào? Con mang kẹp nhiệt độ đưa mẹ cất kỹ nhé. Cẩn thận, đừng bị vỡ mất. Vâng thưa bố. Kẹp nhiệt độ. Hồi trước Bo ốm mẹ cũng bắt kẹp cái này. Xem nào. Chiu chiu. Ha ha. Nhìn Bo Harry Potter xuất hiện này. Chiu chiu chiu. Chết này, chết này, chết này. À, ôi không, không. Chết rồi. Có mấy cái hạt hạt lấp lánh kìa. Đẹp ghê. Ý như trong phim Hollywood ấy. Để xem nào. Bo, mấy hạt đó là thủy ngân đấy. Thủy ngân rất độc, có thể gây tổn thương não và gan nếu con người tiếp xúc, hít thở hay ăn phải. Hít phải thủy ngân có thể gây bệnh phổi nặng cấp tính, gây mất trí nhớ, viêm miệng, co giật, nôn ói và viêm ruột. Trong một số trường hợp có thể gây ra ngộ độc cấp tính, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc lượng thủy ngân lớn. Thủy ngân đáng sợ quá. Cảm ơn cậu ông ngố nhé. Kẹp nhiệt độ trông thì đẹp đẽ mà nguy hiểm chết người. Tớ chưa hẳn, lần sau thề là không bao giờ đụng vào luôn.